Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu có các mẫu xe đạp địa hình Coupe bánh 27,5, một dòng thương hiệu rất là đẳng cấp của Đức và được rất nhiều các bác tại thị trường Việt Nam rất là ưa chuộng cái dòng xe này. Thì hôm nay em về một cái chiếc xe cấu hình Antut khung nhôm, bánh là 27,5 inch, rất là đẹp, tông màu xanh và đen, rất là thể thao. Bây giờ lốp cộng với bộ lốp 27,5 nhân với 2.10 rất là to, nhìn là chiếc xe rất là đầm. Đó là khung nhôm sơn xi còn rất là mới không nhé, hầu như là còn rất là đẹp, chỉ có là những cái vết xước nhỏ xước răm do quá trình sử dụng mà là sẽ bãi không thể tránh khỏi. Còn là tổng thể xe thì giữ cái độ mới đó rất là tốt. Hiệu Coupe rất là nổi tiếng và đẳng cấp của Đức. Sử dụng full hết một bộ chuyển động của Atut, Shimano Atut với 9 tầng níp và 3 tầng đĩa. Nó sẽ có 27 độ khác nhau. Bánh 27,5 inch. Máy nguyên zin Coupe. Phần ghi đông cũng được trang bị tay bấm xả Shimano Atut với 9 tầng níp này, 9 tầng níp, và bên này 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Bộ phanh dầu của Techo, lốp bản to này, cực kỳ đẹp. Em sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 41 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 55 cm. Thì xe có size đó khá là nhỏ cho các bác đi từ 1m60 đến 1m70 đi là phù hợp. Chuyển động rất nhạy, cực kỳ nhẹ nhàng. Và chiếc xe này đang được bán với em mức giá thì có là 8 triệu 600, bao ship toàn quốc cho cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.